ta hãy lấy sách toán ra cho cô. Các em đã thuộc bản câu chương chưa? Mời các em ngon cái cặp màu vàng. Thầy ơi, gam là gì? Gam hả? Hỏi mấy bạn khác đi, thầy đâu có biết đâu. Thầy chưa có học lớp 3 nha, thầy mới học lớp 2 à. Cả lớp đọc theo pencil. Pencil. Đọc lại một lần nữa. Pencil. Pencil. Không phải pencil mà là pencil. 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 Đúng rồi. Nana, Nana. Cả lớp chung chạm vào tay thật to nào. Nhưng mà thầy chỉ biết phép nhân thôi à, chứ thầy không biết phép chia. Vì sao con học lớp 1 mà con lại được dạy lớp 3?